Xin chào tất cả anh em, nhân tiện hôm nay mình thay cộng sên cho chiếc R3 của mình thì mình cũng chia sẻ một vài cái kiến thức về việc mà chọn lựa nhôm sinh dĩa hay là thay nhôm sinh dĩa khi nào cho xe. Rồi, ok, thì mình sẽ nói về việc lựa chọn nhôm sinh dĩa. Thì trước tiên cái việc mà mình muốn lựa chọn thì mình nên là khi nào thay nhôm sinh dĩa, thì theo đề xuất của nhà sản xuất thì tất cả những loại xe đang sử dụng nhôm sinh dĩa zin ấy, thì tùy theo cái cách mình bảo quản, mình dưỡng sên, mình vệ sinh sên và km đã sử dụng, thì mức chuẩn nhất mà nhà sản xuất đa số đưa ra đó chính là ở mức 16.000 km là chúng ta nên thay một bộ nhôm sinh dĩa mới. Thì cái vấn đề mà thay nhôm sinh dĩa mới ấy, nó sẽ nằm quanh quẩn ở cái mức 16.000 km là tốt nhất nha anh em. Ví dụ như nếu anh em chạy nhiều, đi tour nhiều và chạy bạo lực, bốc đầu kiểu ấy, thì sên của anh em nó sẽ bị giảm đi cái hiệu quả làm việc của cộng sên. Còn nếu như anh em chạy kỹ, chạy kiểu như là dưỡng xe và ít đi tour, hoặc là anh em có bảo dưỡng thì anh em biết đó, sên đó, nó sẽ có 3 loại cơ bản và nó còn rất là nhiều loại khác cao cấp hơn nữa, nhưng mà đây mình cho nó 3 loại cơ bản nhất mà chúng ta hay dùng thôi. Sên zin ở đây đa số là sẽ dùng sên là sên không phốt. Ví dụ như là chiếc Exciter 150, đó là nó dùng sên 428 không phốt. Còn chiếc FZ 150 thì dùng sên DD có phốt, mà phốt là phốt O-ring. Và ngoài ra nó còn những cái option tùy chọn sên cao cấp hơn là dòng X-ring. Thì sên thường, O-ring và X-ring thì nó có cái lợi ích gì? Thì đầu tiên mình sẽ nói về sên thường. Sên thường là những dòng sên như là trên chiếc Exciter ấy, các bạn nhìn chiếc Exciter zin thì các bạn thấy rõ nhất là nó sẽ không có phốt cao su. Nhìn cộng sên nó sẽ nhỏ. Thì khi mà sên mà không có phốt cao su ấy thì nó sẽ được cái ưu điểm là nhẹ xe. Cái thứ hai là dễ dàng vệ sinh. Cái thứ ba là dễ cắt mắt. Nhưng mà bù lại cái nhược điểm của nó là sên nó rất là nhanh bị giãn. Anh em phải đi tăng sên thường xuyên. Và cái thứ hai là sên nó khi vận hành nó sẽ có một cái tiếng kêu sẹt 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 sẹt, làm cho mình rất là khó chịu. Thì cái vấn đề đó là chúng ta phải chấp nhận thôi, vì nó không có phốt cho nên khi mà vận hành nó, những cái mắt sên nó va chạm nhiều vào nhau, nó sẽ tạo cái âm thanh sẹt sẹt. Còn đối với sên O-ring thì đây là sên O-ring này các bạn, cái vòng O-ring là cái vòng bên phải ấy. Thì những cái vòng này nè, nó sẽ đệm vào những cái mắt sên như vậy. Thì thứ nhất là nó để làm cái gì? Nó sẽ giữ cho những cái dung dịch xịt sên, dưỡng sên nó sẽ được lưu lại trong cái mắt sên lâu hơn. Và cái thứ hai là nó sẽ làm cho cái chiếc xe của mình á, khi vận hành nó sẽ không có phát ra nhiều tiếng ồn. Nhưng mà bù lại thì nó lại làm cho chiếc xe cái lực kéo nó sẽ hơi bị cảm thấy nặng hơn một chút. Thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái nặng ở đâu, nhưng mà nó sẽ cảm thấy chiếc xe nó kéo nặng đi một chút. Và khi mà chúng ta vệ sinh bằng dầu DO hay dầu diesel thì chúng ta nên vệ sinh kỹ một xíu, vì nếu mà dầu DO nó thấm vào những cái mắt cao su này thì nó sẽ làm giảm tuổi thọ cộng sên. Đối với sên O-ring thì chúng ta nên sử dụng những loại vệ sinh sên, dung dịch vệ sinh sên, chứ nên hạn chế dùng dầu DO rửa thường xuyên, thì nó sẽ rất là dễ gây ảnh hưởng tới cái phốt cao su này. Và đó là O-ring. X-ring thì nó như thế nào? Đây là X-ring đây. X-ring thì cái dòng cao su nó có thêm những cái hẫm xuống để mà giữ lại cái chất dưỡng sên tốt hơn, và nó sẽ duy trì được cái thời gian sử dụng cho cộng sên lâu hơn nữa. Thì nói chung sên thường, O-ring, X-ring thì theo thứ tự từ 1 tới 3 thì X-ring là bền nhất, O-ring là ổn, và sên thường thì nó khá là phiền phức ha anh em. Rồi, sên thì nó cũng có nhiều loại. RK
GLK, những cái dòng xe này là hay được sử dụng trên những con xe zin mà những dòng sport naked của những hãng như là Yamaha. Và đây là dòng RK, thì RK này á, thì cũng được hay được sử dụng trên những dòng xe của những hãng đến từ Nhật như là R15V3, thì dùng nhông dĩa của RK nhưng mà lại đi sơn là DD. Còn một số con Z800, Z9 thì lại đi nguyên một bộ combo của RK luôn. Thì đây là dòng sơn, nói chung là giá cũng ok và cũng được. Nhưng mà ở đây mình sẽ thích dùng DD hơn, và mình đã dùng rất là nhiều dòng DD rồi, cho nên mình sẽ chia sẻ với anh em việc mua DD ở đâu. Thì đây. Thì DD sẽ mua ở đâu? Thì anh em cứ lên Facebook search Thành Tăng. Đây là một người bạn tình cờ mình biết được. Sau khi mà mình tham khảo sơn thì thấy anh này tư vấn và quảng cáo sơn ở những cái group mô tô rất là nhiệt tình. Thì mình đã thử mua và rất là hài lòng với cái giá cả cũng như là về chất lượng với sơn của anh này bán. Còn nếu là anh em muốn mua trên Shopee cho reship hay là nhập voucher giảm giá thì anh em có thể lên Shopee tìm là Thành Tăng Rector. Thì anh này á dường như là đại lý lớn của Rector, nhông dĩa Rector cũng như là sơn DD luôn. Thì rất là nhiều loại ở trên đây như là sơn vàng hay là sơn màu vân vân. Thì anh em có nhu cầu gắn cho chiếc xe nào đó của mình thì anh em cứ lên đây tham khảo ha, như là Exciter nè, phốt cao su, TFX vân vân rất là nhiều. Và đây trên tay của mình là dòng sơn DD520VF. Đây là dòng cho những con xe 300 phân khối như là Z300, MT03 hay là R3, Ninja 400 cũng có thể đi dòng này. Và những dòng 500 nữa, 800 luôn. Thì đây là dòng sơn mình rất là thích vì nó có màu sắc là màu blue. Nó rất là phù hợp với cái màu xe R3 của mình. Sơn này là có tem đàng hoàng nha anh em. Phía mặt sau thì có hướng dẫn. Đây là thời hạn sử dụng. Và những cái chi tiết về cái sơn cũng như là hướng dẫn mà để chúng ta lắp cái nối vào, nối mắt sơn vào. Ở đây là hình ảnh của cổng sơn anh em, có màu xanh rất là đẹp. Thì một lát nữa mình sẽ đi gắn cái cổng sơn này vào xe và sẽ review tiếp cho anh em xem. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Sau đây là thành quả sau một thời gian để mà thay được con sên vào chiếc R3 của mình ha. Gắn vào rất là đẹp luôn em. Màu xanh hợp với màu mâm. Quá xuất sắc. Rồi thì anh em có nhu cầu mua sơn ấy thì cứ truy cập vào cái những cái mà nãy giờ mình đã chia sẻ. Rồi các anh bạn nó sẽ tư vấn sơn cho anh em. Như mình với mình đã như là mình đã chuột bạch cho các bạn rồi. Mình đã thử mua và xài rất ok thì mình tư vấn cho các bạn. Còn ví dụ như các bạn, nếu như các bạn có những cái người quen khác bán thì các bạn cứ mua bình thường, chứ là mình muốn tư vấn cho anh em những cái trải nghiệm của mình, những kiến thức của mình để cho anh em biết. Khi anh em có nhu cầu mua thì anh em, nếu mà anh em mà chưa biết ấy, thì có thể là mua và tham khảo. Rồi chào tạm biệt anh em, nếu thấy video clip mình hay nhớ cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt like nhé anh em.